Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Nhà Lông 25 giờ. Thì kênh Nhà Lông 25 giờ hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái vườn đào đã được đánh chặn vào thời gian đầu tháng 8. Và tính đến thời điểm này, cây đào cũng đánh chặn được khoảng nửa tháng. Tính đến thời điểm này, nửa tháng thì bông tay gọi là cũng đang có gọi là hiện tượng rụt râm. Mặc dù vậy nhưng mà trong lúc đánh thì vẫn có những các cái nọc trẽ nó bắn ra. Thì nhà vườn vẫn tiến hành vặt các nọc trẽ đi. Quý vị và các bạn cứ nhìn thực tế, vẫn có những nọc trẽ vặt đi và những nụ cũng bắt đầu đang rụt rịt lại rồi. Đang sưng sưng mắt rồi. Đấy. Thì hình thức đánh chặn và như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng xem nhé. Những vết khoanh này là do từ năm ngoái, cây nhà vườn đã gọi là cây này là đã cho thuê và mang về dùng lại, nhưng năm nay nhà vườn tiến hành không khoanh hãm nữa mà đánh chặn. Thì lý do tại sao nhà vườn lại đánh chặn rộng thế này, quý vị và các bạn cứ nhìn là thực tế. Thì thông thường tất cả các nhà vườn đánh chặn thì đều quánh vào gọi là vào đủ chuẩn luôn để nay mai vào chậu. Nhưng mà do cái gọi là cây gốc đào rừng này to cho nên là nhà vườn sợ yếu, cho nên là tiến hành là đánh chặn làm hai lần. Quánh một lần đầu tiên ra rất là rộng, sau đó là sau khoảng nửa tháng đến 20 ngày sau thì nhà vườn sẽ côn lại tầm khoảng gọi là 20 cm đấy, từ mặt từ cây ra đến ngoài, gọi là tổng tính cả cây nó rơi tầm khoảng 50 cm. Thì lý do làm như vậy để cho cái nực cây nó sẽ xuống từ từ và sẽ hãm làm nhiều lần cho cây nó đỡ bị sốc, nó rụng nhiều lá quá. Xong lại một lần nữa nên chậu vào tầm khoảng cuối tháng 9 và sang đầu tháng 10. Đấy. Đấy thì cái thời điểm nay mai cho vào chậu thì mình sẽ chia sẻ cho quý và các bạn xem thực tế. Còn thì hôm nay là tầm này, hiện tại bây giờ vẫn xoay quanh cái vấn đề là râm dài và râm ngắn như thế nào thì có thể đánh chặn và khoanh được. Thì thực tế ra, quý vị và các bạn mà có muốn khoanh hãm đào thì cứ trong vòng tháng 8 này khoanh hãm hay là đánh chặn thì không căn cứ gì vào nọc dài, gọi là cứ tầm ngoài 20 cm rửa ra và tùy theo form cây. Cây to thì quý vị và các bạn có thể để râm dài một chút, còn cây nhỏ thì quý vị và các bạn có thể để râm ngắn tầm khoảng 15-20 cm thì có thể hãm dần. Thì nó cây nay mai nó lùn được thì nhìn nó rất là đẹp. Đấy, còn chứ nếu mà quý vị và các bạn cứ để gọi là cây bé mà cứ để râm dài thì nay mai nó nhìn như là một cây rông, nó không ra hình thù hình dáng gì cả. Cho nên là quý vị và các bạn cứ nhìn hình thức cây của mình như nào và để form như nào thì có thể đến tầm trong tháng 8 này là quý vị và các bạn có thể hãm hay đánh chặn. Còn về thực tế thì rất là gọi là nhiều vườn làm cách khác nhau, như là phun thuốc hãm rồi là đánh chặn hay là khoanh. Đấy thì là do quý vị và các bạn là làm quen theo kiểu nào thì là cứ làm như vậy thôi. Chứ năm nay, năm ngoái mà đánh chặn hãm hoặc là khoanh hãm mà năm nay chuyển đổi sang thuốc, nhiều khi là nó bỡ ngỡ và không biết cách sử dụng thuốc như thế nào, nó rất là khó. Năm ngoái mình làm cảm thấy ổn định thì năm nay là cứ làm vậy thôi. Chứ còn cứ chạy đua nhiều khi nó cũng rất là khó. Đấy, thì hôm nay là mình cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn cái thời điểm đánh chặn của cái vườn đào rừng này, tính từ đầu tháng 8 tính đến nay nó cũng rơi tầm khoảng 15 ngày, già 15 ngày một chút rồi. Thì
Vườn đào này rất là đẹp. Nếu mà quý vị mà cảm thấy ổn thì có thể làm theo. Video clip của mình chia sẻ đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.